Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm món tráng miệng từ rau câu giòn nha. Một nguyên liệu đặc biệt để kết hợp trong cái món tráng miệng này thì mình dùng là khoai môn. Bùi bùi thơm thơm và có cái độ béo ngon. Thì mình ăn nó lạnh lạnh vậy nè, ăn rất là mát luôn. Thơm ngon, béo bùi, dễ làm lắm. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món tráng miệng ngon này nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị cái gói rau câu. Mình dùng aga thì các bạn tìm mua thì nó là cái loại rau câu nước cốt dừa đó. Mình dùng rau câu giòn cho nó ngon. Nửa cái củ khoai môn cao gọt vỏ sạch, rửa sạch. 220ml sữa tươi là không đường, 100g đường. Và đây là chút muối. Các bạn ăn nhiều thì mình dùng hết cái gói này, tới 25g. Thì hôm nay mình chỉ dùng 10g. Mình sẽ lường tương đương là một muỗng canh dài vậy nè. Một muỗng hơi vung lên là 10g, hoặc là các bạn dùng 2 muỗng cà phê. Cho muối vô rau câu sẽ đậm đà hơn. Phần đường này thì mình thấy cái rau câu nó vừa ngọt á. Các bạn cho vào đây nửa lít nước. Rồi mình khuấy đều nha. Với 10g rau câu, các bạn có thể cho từ 800ml nước cho đến 1 lít nước tùy theo thích cái độ dai nhiều hoặc là độ dai ít đó. Rồi mình để đây một chút. Quay qua đây thì mình đi gọt cái phần khoai môn. Mình sẽ cắt ra những cái lát mỏng mỏng. Để một chút nữa cắt sợi lại, hoặc là các bạn bào sợi cũng được nữa. Mình sẽ cắt sợi nhưng mà đừng có cắt nhuyễn quá nha. Mình cũng cắt cho nó hơi to to. Nếu mà cắt nó nhỏ quá thì một chút nữa mình luộc á, nó sẽ bị nát ra, nó không còn nguyên. Khi nước đã sôi, mình sẽ cho toàn bộ phần khoai môn đã cắt vô. Khoai này thì mình cho vào trong nước sôi vậy nè. Các bạn khuấy sơ rồi mình để đây mình luộc khoảng 5 phút là nó chín. Mình thấy khoai nó chín mềm thì mình hảo vớt lên nha. Rồi để cho nó ráo nước. Phần nước này thì mình sẽ lường và mình cho vào đây 300ml nữa. Cho vào trong nước rau câu luôn, 300ml nước luộc khoai môn. Là tổng cộng mình dùng ở đây là 800ml nước. Khuấy đều lên rồi cái mình nấu luôn nha. Phần rau câu này để được 10 phút. Khi mà rau câu sôi lên thì các bạn khuấy đều và mình hạ lửa nhỏ. Để cho rau câu nó chín kỹ, nó không có bị bọt. Rồi mình cho cái gói sữa tươi vô hết luôn. Sữa tươi, nếu mà không thích sữa tươi, thích béo hơn thì các bạn thay bằng nước cốt dừa. Hoặc là mình dùng cái sữa đặc cũng được nữa, pha với nước sôi. Cho sữa tươi vô thì các bạn nấu thêm chút nữa được rồi. Mình cho nó sôi trở lại nữa là được nha. Đừng có nấu lâu quá, nó sẽ bị mất cái mùi thơm của sữa. Dùng cái khuôn 20, mình sẽ gót cái phần bột rau câu vô trong đây. Cái nước này nó sẽ có dạng hơi trắng trắng mà ngà ngà đó. Và mình cho khoai môn vô nha. Khoai môn này thì có một nửa là nó sẽ nát, còn một nửa nó còn nguyên. Thì nếu mà các bạn thích ăn cho nó hơi nhiều khoai môn thì mình đem một nửa đi xay nhuyễn. Còn một nửa mình để sợi cũng được nữa. Và cũng tương tự mình sẽ cho vô, mình cho vô như vậy là để cho nó đừng có bị lắng ở dưới đáy á. Để như vậy cho nó đều hơn. Cho vô hết rồi cái mình trộn nha. Khuấy sơn cái. Làm vậy thì phần khoai môn của mình nó sẽ đều. Tại vì nó nặng hơn cái nước sữa rau cầu. Nó sẽ bị chìm dưới đáy khuôn. Có bọt thì mình hớt cái phần bọt ở trên này bỏ đi. Tại vì cái bọt này khi mà rau câu nó đặt lại á, nó sẽ bị lợn cợn, nhìn không có ngon. Mình hớt hết cái phần bọt này cho nó trong lại, cho nó hết bọt xong rồi cái mình để yên vậy cho nó nguội. Sau khi mà rau câu nguội thì các bạn hãy cho vào tủ lạnh. Mình để thêm 1-2 tiếng nữa để cho rau câu nó giòn. Và phải nguội mình hãy cho vô nha, đừng có cho nóng. Đây là phần rau câu mình đã lấy từ ngăn mát tủ lạnh ra được 1 tiếng đồng hồ. Mình thấy nó đặc và nó cứng, nó có độ lạnh á, nó sẽ cứng hơn nữa. Lấy ra khỏi khuôn.
Các bạn lấy cũng dễ lắm, nó không có dính giống như là mình hấp bánh. Úp ngược ra là nó sẽ gà. Khuôn rau cầu, một món tráng miệng đặc biệt, giòn ngon nè, thơm béo, từ khoai môn kết hợp với rau cầu giòn. Nhìn cái màu trắng ngà pha lẫn cái gân khoai môn, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ nha. Nếu mà các bạn dùng nước cốt dừa thay cho nước lọc hoặc là thay cho sữa tươi thì cái màu nó sẽ ra trắng hơn nữa đó. Xong rồi nè, một khuôn rau câu. Chỉ bỏ ra vài phút chuẩn bị để nấu mà mình có ngay cái món tráng miệng ngon. Làm nhiều thì các bạn cho vào trong hộp, để trong ngăn mát tủ lạnh thì mình dùng được 3 ngày. Cắt ra thì mình thấy nó có cái độ giòn, thì mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bùi bùi dẻo dẻo nè, và có cái độ ngọt cũng vừa, béo béo. Khoai môn á, thì mình làm món gì mình thấy nó cũng thơm. Nếu như mà các bạn thích đậm đà hơn á, thì làm bằng nước cốt dừa, rồi mình có thể cho thêm chút đường nữa cũng được. Nhưng mà mình thấy cái độ ngọt vậy là nó vừa, ăn nó không có bị ngán. Lạnh lạnh giòn giòn nè. Thấy kết hợp cái món này vô nó cũng lạ miệng. Và đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng với món tráng miệng rau câu với khoai môn mới lạ này nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.